Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Thủy Nguyên xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Và kính thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để có thể tăng được chiều cao cho trẻ trong giai đoạn từ 10 đến 18 tuổi. Và cùng với sự giúp đỡ của vị khách mời quen thuộc, Thủy Nguyên xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, chuyên gia của Viện Dinh dưỡng. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào quý thính giả của kênh Giao FM, chào MC Thủy Nguyên. Vâng, và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Viptin giúp trẻ cao lớn thông minh tăng chiều cao của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Thưa quý vị thính giả, hướng tới một cái chiều cao lý tưởng đây luôn là cái ước muốn của các bạn trong độ tuổi teen cũng như là các bậc cha mẹ. Và nếu như mà các bậc cha mẹ có chiều cao khiêm tốn thì lại càng mong mỏi hơn thế hệ sau của mình sẽ được cải thiện chiều cao, mang đến những cái thuận lợi trong công việc sau này của các con. Chiều cao thì quý vị biết rồi, phần lớn là sẽ do cái hệ xương quyết định. Và trong khi hệ xương phát triển nó có giai đoạn và có điểm dừng thôi, cái thời điểm là chúng ta chăm sóc trẻ ở cái độ tuổi 10 đến 18 nó cũng khá là quan trọng. Và đây là một cái bước để chúng ta có thể đột phá chiều cao cho trẻ, có thể nói là cái thời điểm cuối cùng trong những cái giai đoạn mà chúng ta có thể tác động, và vì vậy mà cần có một cái chế độ dinh dưỡng vận động khoa học để giúp trẻ có thể phát huy được tối đa chiều cao trong cái giai đoạn này. Và để có thể giải đáp được tất cả những băn khoăn của quý vị, Thủy Nguyên cũng xin được nhờ bác sĩ Lê Thị Hải ạ. Thưa bác sĩ, hiện nay chúng ta thấy chiều cao và cân nặng của trẻ nó là cái chỉ tiêu mà các bác sĩ dinh dưỡng quan tâm hàng đầu. Dưới góc độ y học thì trẻ có chiều cao tốt sẽ có những cái lợi thế gì về mặt sức khỏe ạ? Vâng, chúng ta đều biết thì bây giờ nếu mà các cháu đến cái trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng của chúng tôi thì có lẽ là cái mà không thể thiếu được đó là đầu tiên là phải đo cái chiều cao và cân nặng. Bởi vì đây là hai cái chỉ số nhân chắc vô cùng quan trọng để đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của trẻ cũng như kể cả của người lớn của chúng ta. Thế thì cái chiều cao mà chúng tôi ở đây chúng ta rất là quan tâm, bởi vì chiều cao đó là một cái sự thể hiện của một cái sự khỏe mạnh. Chúng ta đều biết là một cái đứa trẻ bao giờ cao lớn thì cũng thường là rất là khỏe mạnh. Thứ hai là cháu khỏe mạnh như vậy, cháu có hệ xương vững chắc như vậy, cho nên là cháu thường hoạt bát, vận động tốt hơn và thường năng động trong cuộc sống hơn. Và thông thường thì chúng tôi đều thấy những cái cháu mà có chiều cao phát triển tốt thì thường là những cái cháu mà rất ít khi ốm đau, bệnh tật. Chúng ta đều biết là những cái cháu nào thấp còi, bé nhỏ thì cái hệ miễn dịch suy giảm, cho nên là thường là các cháu hay ốm đau. Cho nên tôi phải có thể nói rằng là nếu như chúng ta nuôi được bé phát triển tốt về thể lực, đặc biệt là tốt về chiều cao, thì sẽ có rất nhiều cái lợi thế sau này. Bởi vì cái chiều cao của trẻ lúc nhỏ nó không những giúp cho em bé của chúng ta ít ốm đau, ít bệnh tật, mà ngay cả nó còn theo suốt cả cái cuộc đời của một con người. Bởi vì những cái cháu nào mà thấp còi hồi bé thì lớn lên sau này lại trở thành những người lớn thừa cân béo phì, mà chúng ta đều biết là thừa cân béo phì thì lại nguy cơ mắc rất là nhiều bệnh tật. Thế cho nên là không những chúng ta nuôi trẻ phát triển tốt ở cái thời thơ ấu mà còn giúp cho cháu sau này lớn lên cũng trở thành những người luôn luôn khỏe mạnh nữa. Dạ vâng ạ. Ở cái độ tuổi 10 đến 18 thì chúng ta thấy ý thức sở hữu chiều cao vượt trội nó luôn là lợi thế lớn trong cuộc sống. Vì vậy mà trẻ cũng đã được chủ động chăm sóc chiều cao nhiều hơn ở trong cái thời điểm hiện tại của chúng ta bây giờ. Cái việc phát triển chiều cao giai đoạn này theo bác sĩ thì đã là muộn hay chưa ạ? Vâng. Chúng ta đều biết thì có 3 cái giai đoạn để phát triển chiều cao quan trọng nhất. Nếu mà nói về cân nặng thì nó cũng không quan trọng bằng, bởi vì cân nặng thì chúng ta không tăng lúc này thì tăng lúc khác. Người lớn của chúng ta trưởng thành rồi, muốn tăng cân nặng thì vẫn có thể tăng được, nhưng mà chiều cao thì chúng ta không thể tăng được. Thế chính vì vậy cho nên là cái chiều cao thì có 3 giai đoạn. Thì tôi xin nhắc lại, giai đoạn thứ nhất là giai đoạn em bé còn nằm trong bụng mẹ. Giai đoạn thứ hai là từ khi em bé sinh ra cho đi khoảng tầm 3 tuổi. Và giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 3 là cái giai đoạn mà 10 đến 18 tuổi mà chúng ta hay gọi là tuổi teen, là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ nói nhiều đến hôm nay. Thì tôi nghĩ là đây là giai đoạn cuối cùng để tăng tốc chiều cao, nhưng cũng chưa phải là quá muộn. Bởi vì nếu như các bậc phụ huynh của chúng ta, các bậc cha mẹ mà chúng ta có lỡ bỏ mất hai cái giai đoạn kia gì, thì đây vẫn còn là cái giai đoạn cơ hội cuối cùng để chúng ta cũng có thể tăng tốc chiều cao được cho trẻ. Cho nên có thể nói là đây là cái giai đoạn vàng, giai đoạn quyết định cuối cùng để có thể tăng tốc chiều cao cho trẻ được. Dạ vâng, thế trong cái giai đoạn này thì liệu các bé tối đa có thể tăng được thêm khoảng bao nhiêu cm nữa thưa bác sĩ ạ?
Cái này thì nó tùy thuộc vào từng trẻ khác nhau. Ví dụ như có những cái cháu là nếu như hồi nhỏ cũng trông thì cũng thấp thấp còi còi bé bé thôi, thế nhưng mà tự nhiên đến cái giai đoạn này thì tăng vọt lên rất là cao. Và đặc biệt cái đoạn trước dậy thì này, ví dụ như bé gái khoảng từ 10 đến 13 tuổi, bé trai thì khoảng từ 13 đến 17 tuổi. Thì trong cái giai đoạn này thì mỗi năm, ví dụ như trung bình từ 2 tuổi trở lên ấy, thì mỗi năm trung bình các cháu chỉ tăng, mỗi tháng trung bình, mỗi năm ấy, chỉ tăng trung bình khoảng là 6 đến 7cm trong một năm thôi. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì các cháu có thể tăng phải 10 cho đến 15cm trong một năm. Vâng, 10 đến 15cm trong một năm. Cho nên là chúng ta cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Và nếu như năm ngoái chúng ta gặp một cô bé hay một cậu bé thì trông vẫn rất là nhỏ như là một đứa trẻ thôi. Nhưng mà sang năm gặp lại cái thì đã trở thành một chàng trai hoặc một cô gái rồi. Thế cho nên là có nói, nói là cái giai đoạn này cháu tăng tốc, các trẻ tăng tốc rất là nhanh. Đấy, thế chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ là cái giai đoạn này thì các ông bố bà mẹ của chúng ta cũng cần phải, cũng phải quan tâm đến trẻ, mặc dù cháu đã lớn rồi, đã tự lập rồi, thế nhưng mà cũng vẫn phải cần quan tâm đến cháu. Dạ vâng ạ. Thế thì để đạt được 10 đến 15cm chiều cao tăng nó nhanh chóng như vậy trong cái giai đoạn này của các con thì các bậc phụ huynh có thể tác động đến những cái yếu tố nào, và những yếu tố nào được coi là ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ nhất trong cái giai đoạn phát triển cuối cùng này ạ? Vâng, như chúng ta đã biết thì nhất rất nhiều lần tôi cũng đã trao đổi với các quý vị khán giả rồi, thì chúng ta được biết là có 4 cái yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ. Đầu tiên thì phải nói đấy là yếu tố về di truyền. Trước đây thì chúng ta cứ quan niệm là yếu tố này là quan trọng nhất, cho nên rất nhiều các ông bố và mẹ của chúng ta chẳng may có chiều cao khiêm tốn thì cứ nghĩ là thôi con mình cũng giống mình, cho nên là cũng không thể cao được. Thế nhưng mà cũng rất là may là cái đối với những cái nước đang phát triển như chúng ta thì cái yếu tố di truyền này nó chỉ đóng góp có hơn 20% thôi. Thế còn 3 cái yếu tố nhưng mà lại không thể tác động được, yếu tố di truyền thì không thể tác động được rồi. Thế còn 3 cái yếu tố mà chúng ta có thể tác động được thì cũng rất là may, đó là đầu tiên là chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng thì có thể tác động tới 32%. Thế ngoài yếu tố dinh dưỡng ra thì còn 2 cái yếu tố khác cũng rất là quan trọng, đó là cái sự vận động của trẻ, vận động tập thể dục thể thao, được sống trong một cái môi trường trong lành, và cái quan trọng nữa là giấc ngủ. Dạ, đấy. Thì tôi nghĩ là có 3 cái yếu tố mà chúng ta hoàn toàn có thể tác động được, đó là đặc biệt là chế độ dinh dưỡng, bởi vì nó đóng góp tới hơn 30%, 32-33%. Thế còn lại thì giấc ngủ và vận động thể dục thể thao thì mỗi thứ đóng góp cũng khoảng 20% nữa. Thì đây chính là 3 cái yếu tố mà chúng ta hoàn toàn có thể tác động được ở cái lứa tuổi này. Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì chắc chắn là cái sự vận động nữa cũng là một trong những cái yếu tố mà các bậc phụ huynh có thể tác động giúp các bé phát triển cái chiều cao của mình trong cái giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Thế thì đối với cái việc là cải thiện chiều cao thì trẻ nên vận động như thế nào, và những cái bộ môn thể thao nào là phù hợp mà các bác sĩ thì thường hay khuyên cho các bé trong giai đoạn này là chúng ta phải vận động nhiều hơn và nên lưu ý những bộ môn này ạ? Vâng, chúng ta đều biết là ở lứa tuổi 10 đến 18 tuổi này rồi thì thường là các cháu cũng đã bắt đầu lớn rồi, tự lập rồi. Thế nhưng mà cũng có một cái điều là ví dụ như sống ở cái thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc những cái nơi đô thị lớn thì chúng ta đều biết là lứa tuổi này các cháu bây giờ thì là bố mẹ thường là không dám cho các cháu tự đi học đến trường. Thế phần lớn là chúng ta đưa đón bằng xe máy hoặc cả ô tô, và thậm chí những cái cháu mà lớn hơn một chút thì bây giờ đáng nhẽ như ngày xưa thì là phải đạp xe đạp đến trường thì bây giờ lại đi xe đạp điện. Đấy, tôi nghĩ đấy là trong những cái yếu tố mà ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề vận động của trẻ. Cho nên là cái có nghĩa là cái đầu tiên ấy thì tôi nghĩ là những cái mà vận động mà để tăng chiều cao của trẻ thì đầu tiên là đạp xe, là chạy bộ, thế rồi là leo cầu thang, là những cái rất đơn giản thôi. Thế còn những cái bộ môn mà nó có thể làm cho chiều cao phát triển tốt nhất thì đó chính là bơi. Vâng. Bơi lội, rồi đánh cầu lông, thế rồi là chơi bóng rổ chẳng hạn. Đấy, thì những cái môn đấy là nó thuộc về thể thao hơn nữa rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ là đơn giản nhất thì chúng ta chỉ cần hàng ngày cho trẻ tự đi bộ đến trường, hoặc là các cháu chỉ cần lớn hơn một chút, khoảng 13, 14 các cháu có thể đạp xe đạp được thì chúng ta có thể cho cháu đạp xe thôi cũng được. Thì tôi nghĩ đấy là những cái môn mà rất là đơn giản, vừa có thể tiết kiệm thời gian cháu đi học mà vẫn có thể là có thể tăng cường vận động được, thì cũng là những cái môn rất tốt để cho cháu có thể phát triển chiều cao một cách tốt nhất. Dạ vâng, thưa bác sĩ ạ, chúng ta cũng cần phải cân nhắc ở cái giai đoạn từ 10 đến 18 tuổi thì áp lực học hành cũng như các thú vui giải trí sẽ luôn làm cho trẻ ngủ muộn. Và như đã phân tích từ đầu thì bữa ăn, giấc ngủ và cách sinh hoạt nữa, nó là 3 cái yếu tố nó tác động rất là lớn tới cái sự phát triển của các bé, đặc biệt là phát triển chiều cao cũng vậy. Vậy thì làm thế nào để trẻ có thể đảm bảo giấc ngủ và để có thêm những cái cm chiều cao vô cùng quan trọng từ cái yếu tố giấc ngủ này thưa bác sĩ ạ? Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta đều biết là bây giờ các cháu trẻ em của chúng ta bây giờ thì thực ra là nếu mà so với cái thế hệ trước thì chúng ta cứ nghĩ là các cháu sướng, nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi thấy các cháu bây giờ cũng không sướng lắm đâu ạ. Dạ, tuy là sướng về mặt vật chất một chút thôi, nhưng mà cái áp lực học hành của các cháu thì vô cùng là nặng nề. Đấy, ví dụ như thời ngày xưa chúng ta, như cái thời của tôi chẳng hạn, ngày xưa thì cứ bây giờ đến mùa hè, 3 tháng hè này là gần như không phải nói gì đến học hành cả, được vui chơi thoải mái, được chạy nhảy vô, không phải học hành gì. Nhưng mà bây giờ thì các cháu tôi nghĩ là chắc là chỉ được nghỉ hè trong vòng 1-2 tuần thôi, sau đó thì gần như là lại đi học
và gần như là cái áp lực học hành đè nặng lên vai của các cháu, và chính cái thời gian học hành không có thời gian cho cháu được nghỉ ngơi cũng như là thời gian vận động tập thể dục thể thao. Thế thì cái giấc, mà đặc biệt nữa là học hành, nhất là bây giờ chúng ta đều biết là những cái cháu mà đến loại 17, 18 tuổi, bây giờ giai đoạn bắt đầu thi hết cấp 3 rồi là chuẩn bị thi vào các đại học chẳng hạn, thì hầu như là các cháu thức sâu đêm suốt sáng để học đấy. Cho nên là tôi nghĩ là cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giấc ngủ của các trẻ. Thế nhưng mà thôi thì nói thông thường ở đây, ví dụ như các cháu ở cái giai đoạn bắt đầu vào cuối cấp 1 sang đầu cấp 2 thôi chẳng hạn, thì tôi nghĩ là cái vấn đề học của các cháu thì tôi nghĩ là các bậc phụ huynh chúng ta cũng nên biết cách sắp xếp thời gian, làm sao mà chúng ta cố gắng thu xếp, làm sao mà thí dụ ngay cả bữa ăn chúng ta, ngay cả trong sinh hoạt cũng vậy, thì dù gia đình chúng ta bận rộn, chúng ta cố gắng sắp xếp cho các cháu ăn, cũng đừng ăn cơm muộn quá. Thế để làm sao mà độ khoảng 7 giờ tối là cháu có thể ngồi vào bàn học rồi. Thế ngồi bàn học thì cũng nhắc nhở các con là cố gắng tập trung, làm sao mà học thì thời gian ít thôi nhưng mà hiệu quả cao, đừng có khóc thưa quá. Và theo tôi thì tốt nhất là các cháu nên cố gắng đi ngủ trước 10 giờ. Lý do tại sao phải đi ngủ trước 10 giờ thì chúng ta đều biết là cái khoảng thời gian mà cái hormone tăng trưởng của tùy sau tuyến yên nó tiết ra thì lại nhiều nhất vào tầm khoảng 10 cho đến 12 giờ đêm. Nhưng lúc đó cháu lại phải đang ngủ say. Thế cho nên nếu như cháu nào mà cũng cứ thức quá đến 11, 12 giờ đêm vẫn chưa đi ngủ thì có lẽ là cái hormone tăng trưởng tiết ra rất ít, và đấy chính là cái yếu tố cản trở cái sự phát triển chiều cao của cái cháu. Thế thì theo tôi với những cái cháu mà học lớp lớn hơn thì có thể học đến trước 10 giờ, cháu chưa có thể chưa hết bài vở nhưng cũng nên đi ngủ, và có thể sáng dậy sớm chúng ta học vào buổi sáng thì cũng vừa yên tĩnh, và thứ hai là lúc giờ sau một đêm nghỉ ngơi thì đầu óc được thư giãn hơn, được có khi học ít nhưng mà lại chất lượng cao hơn. Thế thì tôi nghĩ đấy là cái cách mà các bậc phụ huynh của chúng ta nên biết cách sắp xếp làm sao cho nó hợp lý giữa thời gian học tập, nghỉ ngơi cũng như sinh hoạt trong gia đình, làm sao mà tốt nhất để cho cái giấc ngủ và ban đêm của cháu được tốt nhất ở cái giai đoạn đặc biệt là từ 10 giờ cho đến 12 giờ cháu được ngủ say, để cho cái hormone tăng trưởng tiết ra tối đa, và như vậy đấy là chính là cái yếu tố mà giúp cho bé tăng trưởng chiều cao một cách tốt nhất. Dạ vâng ạ, xin được nhắc lại với quý vị thính giả những cái yếu tố quan trọng mà các bậc phụ huynh không thể bỏ qua trong cái giai đoạn từ 10 đến 18 tuổi nếu như muốn tăng thêm những cái cm chiều cao rất là quý đối với các con trong cái thời điểm này, đó là quan tâm đặc biệt tới chế độ dinh dưỡng ăn uống, tới việc sinh hoạt cũng như là cái giấc ngủ của các con. Dinh dưỡng thì chúng ta thấy rồi, nó ảnh hưởng nhiều nhất đến cái sự phát triển chiều cao của trẻ và giúp trẻ phát huy được hết tiềm năng di truyền của mình và sẽ cao hơn những thế hệ đi trước. Về việc chăm sóc dinh dưỡng như thế nào thì cũng xin được nhờ bác sĩ Lê Thị Hải ạ. Chúng ta cần bổ sung những cái dưỡng chất cụ thể ra sao để bổ sung cho hệ xương và làm cho cái chiều cao của các con phát triển được tối đa? Vâng, khi nói đến các yếu tố phát triển chiều cao thì tôi luôn luôn nhắc đến cái yếu tố dinh dưỡng là vô cùng quan trọng, bởi vì đây chính là cái yếu tố nó đóng góp tới hơn 30% để tăng trưởng phát triển chiều cao cho các cháu. Và một điều chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng là một cùng một cái thế hệ, cùng một cái nguồn gốc di truyền trong gia đình, thế nhưng mà những cháu mà chúng ta đều biết là được sống ở thành phố thì bao giờ cũng cao lớn hơn những cháu ở nông thôn, bởi vì là được chăm sóc một cái chế độ dinh dưỡng tốt hơn, mặc dù là cùng nguồn gốc gia đình đấy. Thế rồi là cũng rất nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng là tuy là chúng ta là người nói giống người Việt Nam thôi, nhưng mà những các cháu Việt kiều sống ở nước ngoài, những cái cháu mà có bố mẹ công tác ở nước ngoài thì ví dụ như sống, chúng tôi có những đề tài nghiên cứu là trẻ em ở Việt kiều Pháp chẳng hạn, thì tuy là nguồn gốc Việt Nam nhưng mà có chiều cao cũng không kém thua gì cái chiều cao của thanh niên Pháp cả. Đấy, hoặc là ngay trong Việt Nam thì chúng ta so sánh giữa thành phố và nông thôn, chúng ta cũng thấy rõ ràng các cháu sống ở thành phố lớn thì bao giờ cũng có chiều cao tốt hơn rất nhiều cho những cháu ở nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Điều đó có thể nói là cái yếu tố dinh dưỡng đóng một vai trò quyết định rất lớn đối với chiều cao của trẻ. Vậy thì những cái yếu tố dinh dưỡng nào ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ thì đầu tiên chúng ta phải nói đến, đó là trước nhất là cháu phải ăn đủ năng lượng đã. Đấy. Thứ hai là đủ chất đạm, đủ chất béo, và cái quan trọng nhất là chú ý bổ sung đầy đủ các cái vitamin và khoáng chất. Đó là gì ạ? Đó là vitamin D3, MK7, kẽm, chocolin, magie, các thứ vân vân. Đây là chính là vitamin A nữa, vitamin C nữa. Tóm lại là các vitamin và khoáng chất đóng một vai trò rất quan trọng để phát triển chiều cao của trẻ. Và hiện nay thì cái tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam của chúng ta khá cao. Và đấy cũng chính là lý do hàng đầu tại sao hiện nay thanh niên Việt Nam của chúng ta vẫn có chiều cao thuộc vào những cái nước mà thấp nhất trên thế giới hiện nay. Thế cho nên tôi nghĩ là ngoài một cái chế độ ăn uống phải cân đối hợp lý, chứ ăn quá nhiều chất đạm, ăn quá nhiều chất béo thì chưa chắc cháu đã cao, nhưng mà bổ sung vi chất dinh dưỡng thì đấy là một cái điều vô cùng quan trọng để giúp cho trẻ tăng cường chiều cao một cách tốt nhất. Dạ vâng ạ, những cái vi chất dinh dưỡng đó cụ thể là những cái loại dinh dưỡng nào và các bậc phụ huynh có thể tự bổ sung cho con của mình ra sao thưa bác sĩ ạ? Vâng, thì tôi xin nhắc lại là những cái vi chất dinh dưỡng mà ảnh hưởng rất nhiều đến chiều cao của trẻ, đó chính là canxi, vitamin D3, MK7, kẽm, chondroitin, magie, DHA, vitamin A, rồi là vitamin C, vân vân. Thì đấy chính là những cái vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất để giúp cho trẻ có thể
phát triển chiều cao một cách tốt nhất. Dạ vâng, những cái vi chất dinh dưỡng này thì các bậc phụ huynh chắc chắn rồi, nếu mà đã nuôi con nhỏ trải qua đến cái giai đoạn 10 tuổi rồi 18 tuổi thì sẽ không còn xa lạ gì cả và vẫn có thể tự bổ sung cho các con trong gia đình của mình. Thế nhưng mà tuy nhiên thì với rất là nhiều những cái vi chất dinh dưỡng như thế này thì cái việc nhớ là giờ nào uống cái gì và phối hợp ra sao cho hiệu quả thì nó cũng đã là rất là khó thực hiện rồi, chưa kể là chúng ta cũng có thể tìm thấy trong thực phẩm nữa. Thì cái việc bổ sung làm sao cho nó được cân đối và nó không bị thừa, đúng không ạ? Thừa thì cũng không tốt. Thế nhưng mà để bổ sung đủ và đúng nữa thì cần phải lưu ý những gì, bác sĩ cũng có thể giải thích cho thính giả được không ạ? Khi nói đến cái vi chất dinh dưỡng, các cái vi chất dinh dưỡng để tăng cường cái chiều cao cho các cháu thì tôi nghĩ hầu hết tất cả các bậc phụ huynh của chúng ta bây giờ là chúng ta nghĩ ngay đến canxi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đều biết rồi, canxi thì đúng vô cùng quan trọng, nó chiếm 99% là nó tập trung ở xương và răng đấy, cho nên đây chính là cái vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất để cấu tạo nên khung xương. Nhưng mà ngoài canxi ra thì vẫn còn rất nhiều vi chất dinh dưỡng khác cũng không quan trọng không kém, bởi vì chúng ta đều biết khi canxi muốn đưa vào trong cơ thể thì phải cần có vitamin D. Vitamin D nó mới tăng cường hấp thu cái canxi được từ trong thức ăn chúng ta ăn vào, được vào trong máu. Thế nhưng mà khi vào trong máu rồi thì canxi có được đưa đến xương hay không thì nó lại phải cần nhờ đến một cái protein để vận chuyển canxi. Vậy thì cái protein vận chuyển canxi này thì bình thường thì nó lại ở thể không hoạt động, mà nó muốn hoạt động được thì nó lại phải nhờ tác động của MK7. Vậy thì MK7 là gì? MK7 chính là một dạng vitamin K2 có nguồn gốc từ thiên nhiên, và nó vai trò của nó là nó kích hoạt cái protein vận chuyển canxi là oxytetin. Thế thì cái protein canxi này nó được hoạt hóa thì nó mới đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần. Đấy, như vậy thì cũng không lo cái tình trạng thừa canxi, và tại vì nó đưa đến nơi cơ thể của chúng ta cần. Và cái thứ hai thì nó lại đưa canxi ra khỏi những nơi cơ thể của chúng ta không cần thiết, ví dụ như là các cái mô cơ hoặc là các cái mạch máu, để tránh cái tình trạng vôi hóa mô mềm hoặc là cái vôi hóa xơ vữa mạch máu, hay là cái họ lắng đọng ở hệ thống thận tiết niệu gây tình trạng sỏi thận tiết niệu chẳng hạn. Thế thì nhờ có cái MK7 này thì nó có hai vai trò. Thứ nhất là nó quan trọng nhất là nó kích hoạt cái protein vận chuyển canxi để đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta không cần, và đồng thời cũng đưa canxi đến cơ thể của chúng ta không cần, cho nên chúng ta cũng để tránh được cái tình trạng để bị thừa canxi. Chính vì vậy cho nên là khi bổ sung các vi chất dinh dưỡng cho các cháu thì các bậc phụ huynh nên nhớ là chúng ta phải cung cấp đồng thời bộ ba là canxi, MK7, vitamin D3 thì mới đạt được hiệu quả tối đa và giúp cho trẻ có một cái hệ xương vững chắc tốt nhất. Dạ vâng ạ, cung cấp canxi cho trẻ thì là điều đơn giản rồi, nhưng mà như bác sĩ Lê Thị Hải cũng vừa mới lưu ý, chúng ta cần phải cân nhắc đến cái bộ ba canxi, MK7 và vitamin D3 để phát huy được tối đa cái hiệu quả, giúp trẻ có được một cái hệ xương chắc khỏe cũng như là tăng chiều cao vượt trội trong giai đoạn từ 10 đến 18 tuổi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tìm thấy những cái vi chất dinh dưỡng này ở đâu ạ? Canxi, vitamin D3 rồi MK7, và bên cạnh đó là rất là nhiều những cái vi chất khác nữa như là kẽm hay là chondroitin chẳng hạn, thưa bác sĩ. Vâng, chúng ta đều biết rồi, những cái vi chất dinh dưỡng như là canxi này, thế rồi là kẽm hoặc thì chúng ta hoàn toàn có thể có trong thức ăn. Ví dụ như là canxi là một trong những vi chất dinh dưỡng có trong thức ăn nhiều nhất. Thế nhưng mà vitamin D3 thì gần như là không có trong thức ăn. Cho nên là vitamin D3 nếu có thì chúng ta chỉ có tắm nắng, đấy, ánh nắng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D3. Thế nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng có thể ra phơi nắng được. Thế cho nên là chúng ta phải bổ sung bằng thuốc. Thế còn đặc biệt là cái MK7 là một cái vi chất dinh dưỡng mà cũng nghe cũng vẫn còn khá lạ lẫm với rất nhiều các bậc phụ huynh của chúng ta. Thì như tôi đã giải thích rồi, MK7 có vai trò là kích hoạt cái protein để vận chuyển canxi. Thế thì trong thức ăn cũng có, nhưng mà ví dụ như là trong đậu tương, và đặc biệt là cái món đậu tương lên men là cái món ăn rất quen thuộc của người dân Nhật Bản, đó là natto, nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì gần như là không ăn cái món này mấy. Và rất là đối với các cháu thì không phải là cháu nào cũng có thể ăn được những cái thực phẩm này. Thế rồi là đặc biệt nữa là chondroitin cũng vậy, là một cái chất mà nó có tác dụng tăng cường làm cho cái sụn tiếp hợp nó phát triển dài ra, cho nó tăng cái chiều cao. Thì cái này cũng không phải là dễ dàng chúng ta có thể tìm trong thức ăn, cũng không có nhiều lắm. Thế cho nên tôi nghĩ là ngoài cái chế độ ăn uống ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái thực phẩm chức năng, và tất cả những cái vi chất dinh dưỡng như là canxi nano, vitamin D3, MK7, kẽm, chondroitin thì các phụ huynh chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy trong cái viên uống Vitin của chương trình dược phẩm Vinh Gia. Dạ vâng ạ, Vitin thì sẽ có thể tìm thấy đầy đủ những cái dưỡng chất rất là tốt cho trẻ từ 10 đến 18 tuổi, bổ sung canxi, D3, kẽm cũng như là chondroitin, đặc biệt là MK7, một yếu tố có thể là dẫn truyền canxi hiệu quả nhất cho sự phát triển của hệ xương của trẻ. Thưa bác sĩ Lê Thị Hải ạ, cái việc đầu tư cho xương từ sớm, ngay từ khi mới chào đời thôi, nó cũng đã đóng cái vai trò rất là quan trọng cho chiều cao của trẻ ở độ tuổi trưởng thành rồi. Vậy thì với trẻ em dưới 10 tuổi thì sao ạ? Việc dùng những cái sản phẩm nào cho
cho phù hợp để coi như là chúng ta đầu tư đấy cho sự phát triển lâu dài về chiều cao của các bé, bác sĩ cũng có thể tư vấn được không ạ? Dạ vâng, chúng ta đều biết thì như tôi đã nói phần đầu thì có ba cái giai đoạn quan trọng nhất để phát triển chiều cao cho trẻ, đó là giai đoạn trong bụng mẹ, thì đấy là chúng ta sẽ nói về cái chế độ dinh dưỡng của bà mẹ khi mang thai cũng như là bổ sung vi chất dinh dưỡng cho bà bầu. Thế còn khi em bé chào đời thì cũng rất là quan trọng rồi, thì trong cái 6 tháng đầu đời thì em bé hoàn toàn là được hưởng cái nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ, cho nên là vừa cung cấp canxi, vừa cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng, cũng cung cấp cái các cái kháng thể hoặc các cái chất kháng khuẩn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Nhưng mà bắt đầu từ 6 tháng trở ra thì những cái kháng thể miễn dịch từ mẹ chuyển sang giảm đi, thế rồi là cái sự ăn uống bổ sung các cái chất vi chất dinh dưỡng bắt đầu, không ngoài sữa mẹ ra thì cháu cần phải ăn dặm thêm nữa. Thế mà cái chiều cao của trẻ lúc 2 tuổi thì cũng rất quan trọng, bởi vì chiều cao của trẻ lúc 2 tuổi thì đã bằng một nửa chiều cao của người trưởng thành rồi. Thế cho nên nếu như chúng ta nuôi con mà bị suy dinh dưỡng ở cái giai đoạn này thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển chiều cao của trẻ. Cho nên tôi nghĩ là khi mà em bé của chúng ta chào đời thì có nghĩa tốt nhất là chúng ta hãy nuôi con bằng sữa mẹ. Thế và từ 6 tháng trở đi thì ngoài sữa mẹ chúng ta cho bé ăn bổ sung hợp lý, và để con phát triển chiều cao tốt nhất thì các bạn cũng có thể bổ sung thêm những cái vi chất dinh dưỡng từ thực phẩm chức năng. Và cũng rất may là cái sản phẩm của ngoài công ty dược phẩm Vinh Gia, ngoài cái Vitin dành cho tuổi teen, tức là tuổi teen tức là từ 10 đến 18 tuổi, thì còn có hai cái sản phẩm là Previtin 2 là dành cho bé từ 6 tháng tuổi cho đến khoảng 4 tuổi, và sản phẩm Previtin 3 thì dành cho trẻ bắt đầu đến tuổi đi học, mà tức là từ 5 tuổi cho đến 9 tuổi. Thì hai cái dạng này thì đều là dạng cốm, và cái hàm lượng vitamin D, canxi cũng rất là phù hợp, chúng ta có thể cho bé sử dụng hàng ngày. Và đặc biệt là xong cái Previtin 2 thì ngoài cái vấn đề cung cấp vitamin D, canxi, nano rồi vitamin K để giúp cho trẻ phát triển chiều cao, thì nó còn có chứa một cái hệ dưỡng chất nữa để tăng cường hệ miễn dịch, đó là immun alpha và cholesterol, là hai cái chất mà có thể giúp cho tăng cường cái sức đề kháng cho bé. Như vậy thì tại vì sao? Bởi vì cái giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi là cái giai đoạn em bé của chúng ta rất hay ốm đau, mà các bạn biết rồi, trẻ mà hay ốm đau thường xuyên thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển thể chiều cao của trẻ. Thế cho nên chúng ta bổ sung cái sản phẩm này thì vừa được đạt được hai mục đích. Thứ nhất là tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cháu ít ốm đau, ít bệnh đệ, thì cháu sẽ phát triển tốt hơn. Và thứ hai là cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng để giúp cho cháu tăng cường chiều cao một cách tốt nhất. Thế còn cái Previtin 3 ấy, thì nó lại có bổ sung thêm cái thành phần taurin, vitamin DHA. Cho nên chúng ta biết là cái lứa tuổi bắt đầu từ 6 tuổi, 5-6 tuổi trẻ bắt đầu đi học thì cháu cũng cần não tốt hơn, có trí nhớ tốt hơn, tập trung hơn, và đặc biệt là mắt. Đấy, chúng ta phải biết là hiện tại cái tình trạng cận học đường rất là tăng cao. Thế để bảo vệ đôi mắt cho trẻ, cho trẻ có một trí não tốt, thì chúng ta có thể dùng thêm cái sản phẩm Vitamin 3, cũng vừa chứa các cái hệ chất giúp trẻ tiếp tục tăng sức chiều cao, và thứ hai là phát triển tốt cái mắt của cháu cũng như là cái bộ não của cháu, giúp cho cháu hoạt động linh hoạt tốt hơn và học hành cũng tốt hơn. Dạ vâng, như vậy là chúng ta có thể tin tưởng đầu tư sớm cho trẻ ngay cả trước 10 tuổi bằng việc là bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng, những cái dưỡng chất rất là quan trọng cho sự phát triển của hệ xương các bé. Và với hai cái gợi ý từ phía bác sĩ Lê Thị Hải, đó là Previtin 2 dành cho trẻ dưới 6 tuổi và Previtin 3 dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi chẳng hạn, thì đây cũng là thêm nữa những cái lựa chọn dành cho quý vị thính giả. Và xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải với những thông tin đã chia sẻ cùng với chương trình làm sao chúng ta tăng được chiều cao tối đa cho trẻ, đặc biệt trong giai đoạn từ 10 đến 18 tuổi. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng phát sóng trực tiếp từ 9h30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và sẽ được phát lại vào lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM. Quý vị cũng có thể tương tác trực tiếp với chương trình thông qua tổng đài 1900 6255, đặt ra những băn khoăn thắc mắc của mình để được các chuyên gia giải đáp và tư vấn. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ là một chương trình đặc biệt dành riêng cho các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình. Nếu quý vị muốn quan tâm tới chế độ dinh dưỡng cũng như cách tăng chiều cao cho trẻ, vui lòng gọi điện tới đường dây nóng 1900 6255. Và bây giờ Thúy Nguyên xin được đón tiếp vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo ạ. Vâng, xin chào thính giả. Vâng ạ, chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Vâng, mời chị giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Vâng, em là Lan ở Bắc Giang ạ. Em muốn hỏi cho con trai 10 tuổi và con gái 5 tuổi của em ạ. Vâng, con trai của em 10 tuổi thì năm nay cháu cao 1m42, nặng 44 kg. Thì hồi tháng 11 năm ngoái thì có cho cháu uống cái Vitim ạ. Được 3 tháng xong là cho nghỉ đến bây giờ, thì liệu có phải cho uống tiếp không ạ? Còn cháu thứ hai là 5 tuổi, cũng cái tầm hồi tháng 11 năm ngoái cũng cho cháu uống 2-3 tháng ạ, xong rồi cũng cho nghỉ. Dạ. Xin hỏi bác sĩ là có phải cho hai cháu uống tiếp hay không ạ? Cháu thứ hai của em 5 tuổi thì bây giờ cháu gái là cháu cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? Cháu gái thì cao 1m13, nặng 18 kg ạ. Rồi.
Trước hết thì phải nói là xin chúc mừng em là em nuôi con rất là tốt nhé. Vâng. Riêng cháu đầu 10 tuổi thì còn cân nặng, bác còn đang lo bị thừa cân. Cho nên cái vâng, cháu đầu là bây giờ là em phải cho cháu ăn giảm. Bởi vì so với cái tuổi của con em thì giờ thì cháu, một cháu bé 10 tuổi thì chỉ khoảng độ 31 cân thôi. Cái cháu trai đấy 31 kg và cao khoảng 1m38 thôi. Đấy, vâng. Thì bây giờ con em đã được 1m42, như vậy thì có thể là cái nuôi dưỡng của em rất tốt, và cũng có thể là do em dùng cái sản phẩm Vitin cho nên là con em là cao vượt chuẩn đến tận 4cm nhá. Thế nhưng mà chiều cao của cháu thì cũng lại nhiều quá. Đấy, bây giờ so với tuổi là bây giờ cháu đang thừa đến tận mười mấy cân rồi đấy. Thế cho nên là bác thì bác nghĩ là phải cái chế độ ăn và luyện tập để làm sao mà cho con đừng có tăng cân nhiều quá. Thế còn thì cái sản phẩm Vitin thì em hoàn toàn có thể dùng bổ sung 3 tháng một đợt, và sau đó thì em nghỉ 3 tháng rồi em lại bổ sung được tiếp tục luôn cho đến tận khi cháu 18 tuổi. Vâng. Đấy, nếu có điều kiện, thậm chí là có thể uống hàng ngày cũng được. Thế nhưng mà thôi thì cứ đổ sung 3 tháng 1, thế là xong rồi em nghỉ một thời gian rồi em vẫn nên cho cháu uống. Bởi vì con em bây giờ bắt đầu giai đoạn 10 tuổi là cái giai đoạn bắt đầu đến cái giai đoạn cuối cùng để tăng tốc chiều cao. Cho nên là vâng. tuy là cháu đã cao rồi, có những cháu nó cao sớm ở cái giai đoạn này nhưng mà có khi đến cuối cùng nó lại không cao đâu. Nó dậy thì sớm chẳng hạn thì nó lại không cao bằng các bạn mà dậy thì muộn hơn đâu. Đấy, cho nên giai đoạn này theo tôi thì em nên tiếp tục bổ sung cho các cháu nhé. Thế còn cháu 5 tuổi cũng vậy, cũng rất là em nuôi cháu cũng rất là tốt. Cân nặng thì vừa đủ, nhưng mà chiều cao thì cũng đang vượt chuẩn 3cm rồi nhé. Thế cho nên là cũng ví dụ như cháu 5 tuổi thì bây giờ bắt đầu cháu chuẩn bị đi học lớp 1 rồi, thì em có thể bổ sung cái protein 3 ấy, thì cũng vừa giúp cháu tăng chiều cao, và thứ hai là đặc biệt bổ sung cái taurin DHA là hoặc là cái cao bellberry, đó là cái mà nó tăng cường cho cái thị giác của cháu cũng như là tăng cường cho cái phát triển trí não, thì rất tốt cho cháu lứa tuổi thờ học tập. Và thời gian bổ sung cũng vậy, em cũng có thể bổ sung cho cháu ngày 2 gói và dùng 3 tháng liền, sau đó thì nghỉ 3 tháng rồi lại bổ sung nhá. Xong khi đến lúc 10 tuổi thì lại chuyển sang Vitin. Đấy, như thế. Tại vì cái cháu đầu ấy ạ, 10 tuổi thì hôm vừa rồi cháu cho đi học bơi thì cháu lại bị cái viêm mũi dị ứng, thế cho nên là không bơi được. Thôi không bơi được thì đạp xe đạp cũng cao mà, chạy cũng cao mà. Bơi thì là tốt rồi, nhưng mà cũng không phải chỉ có bơi mới cao. Em có thể cho cháu đạp xe cũng rất là cao. Rồi đánh cầu lông, đánh chơi bóng rổ cũng cao mà. Chạy cũng được mà, cứ vận động là được thôi. Trẻ con cứ vận động là tốt. Cháu là hơi nặng đấy, cho nên là nhìn cảm giác vẫn thấp lắm ạ. Đúng rồi, tại vì cháu béo mà. Bây giờ con em 44 cân thì bây giờ nó phải cao 1m54 thì nó mới tương đứng với cái cân nặng của cháu. Vâng. Đấy, 1m54 mới tương đứng, mà 1m54 thì bây giờ phải 12 13 tuổi chứ không phải là 10 tuổi. Đấy. Thế cho nên là cái vấn đề là cân nặng đang thừa mười mấy cân, là bây giờ 10 tuổi cân nặng đã bằng của người 12 13 rồi. Thế cho nên là cháu đầu đấy là thừa cân nặng, thế thì cái chế độ ăn uống thì phải như thế nào? Chế độ ăn uống thì bây giờ thứ nhất là đầu tiên là em phải hạn chế chất ngọt và chất béo. Ví dụ như là đầu tiên chất ngọt ở đây thì không phải chỉ ăn đường ngọt đâu, mà hạn chế cả hoa quả ngọt, hạn chế cả ăn cơm, ăn tinh bột. Đấy, ví dụ như có cháu bây giờ thì chỉ nên ăn độ một bát cơm bữa thôi, hoặc lưng bát thôi. Ăn nhiều rau xanh hoa quả vào, và đặc biệt là uống sữa thì vẫn cho cháu uống, nhưng em cho cháu uống sữa không có đường. Hoặc là tách béo nhá, ăn nhiều rau, đấy. Thế thì đấy là nó sẽ không tăng cân nhiều, mà đặc biệt là những cái thức ăn chế biến sẵn, gọi là thức ăn fast food, thức ăn nhanh ấy. Ví dụ như là pate, xúc xích, lạp sườn, KFC vân vân, những cái đấy là hạn chế tối đa. Nước ngọt, bim bim, những cái thứ đấy là không nên cho cháu ăn nhá. Đấy, thế thôi. Còn cháu thứ hai thì quá đẹp rồi, người coi như người mẫu rồi. Hơi có thể hơi gầy một tí đấy, bởi vì là 18 cân thì nó chỉ tương ứng với 1m1 thôi. Bây giờ là con 1m13 thì con phải 19 cân thì vừa, nhưng mà thôi con gái chỉ cần thế thôi em. Con gái béo làm gì nhá. Người như thế là quá chuẩn rồi. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cảm ơn vị thính giả ạ. Hy vọng là chị đã có thêm nhiều những cái thông tin, mình yên tâm hơn và mình sẽ chăm sóc các con nó cũng đúng cách, đúng khoa học hơn nữa. Cảm ơn vị thính giả. Và Thủy Nguyên xin được lắng nghe cuộc điện thoại từ phía thính giả tiếp theo ạ. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe. Dạ, alo ạ. Vâng, chào chị. Vâng, chị có câu hỏi như thế nào ạ? Dạ, em có câu hỏi là em có đứa con trai 5 tuổi mà cháu rất là còi, rất bé, nhẹ cân. Làm đủ mọi cách rồi mà không cụ biết thể là thì chiều cao cân nặng thế nào ạ? Chiều cao của cháu thì mới được có 1m05 và cân nặng thì mới được có 14 cân 5 ạ. Dạ vâng. Thì không biết là tư vấn của bác sĩ, cháu xin lời khuyên là cháu cũng làm đủ mọi cách rồi, cũng uống Blivitin được mấy tháng, bây giờ cũng chưa thấy cải thiện gì. Thì mong bác cho cháu cái lời khuyên là ăn uống như nào để cho nó tăng cái cải thiện cái cân nặng và cái chiều cao của cháu ạ. Cháu lại hay ốm hay đau, cứ lên được vài lạng xong rồi lại xuống ạ. Thì không biết là như làm như thế nào, cháu cũng mệt mỏi lắm rồi ạ. Mong bác là tư vấn giúp cháu ạ. Thứ nhất thì bây giờ là con của em 5 tuổi, cháu trai ấy, thì bây giờ là cân nặng thì bây giờ là phải 18 cân 3. Thế tức là cháu thiếu gần 4 cân
nhá. Và chiều cao bây giờ thì 1m1 thì cũng thiếu 5cm chiều cao. Thế thì thực ra thì em đã nói em đã uống cái sản phẩm Privitin rồi. Thế nhưng mà bác, nếu mà em nghe từ đầu chương trình đến giờ thì chiều cao thì nó rất nhiều yếu tố quyết định nhá. Kể cả em bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng này thì nó vẫn chỉ nằm trong cái vấn đề dinh dưỡng thôi. Tức là cái này nó chỉ góp thêm vào trong chế độ dinh dưỡng nếu như mình ăn uống thường là không đầy đủ, hoặc là những cái vi chất dinh dưỡng như là bác đã phân tích là ví dụ như vitamin K2, MK7 đấy, hoặc là chondroitin, hoặc là cái tổ vitamin D chẳng hạn, thì thường là không có trong thức ăn mấy, thì mình phải bổ sung thêm vào thôi. Nhưng mà nó vẫn chỉ nằm trong yếu tố dinh dưỡng, mà yếu tố dinh dưỡng thì tuy là rất quan trọng nhưng mà cũng chỉ đóng góp có hơn 30% thôi. Thế thì như vậy thì con em để mà tăng cái, bây giờ cháu bị thiếu cả cân nặng như vậy thì chắc chắn là cháu phải ăn nhiều hơn rồi. Thế nhưng thì mới cao được. Cái thứ hai nữa là em phải cho cháu chú ý đến cái vận động cho con. Ví dụ bây giờ 5 tuổi thôi thì cháu vẫn có thể đạp xe được rồi. Thế rồi cho cháu đi bộ được rồi. Thậm chí là nếu có thể tốt nữa thì có thể cho đi bơi cũng được rồi đấy. Thế nhưng mà thôi, đối với cháu chắc là chỉ nên đi bộ, đạp xe cũng là tốt lắm rồi. Đạp xe đạp chẳng hạn, vận động rồi cho cháu đi chơi, đặc biệt là tập thể dục vào buổi sáng dưới ánh nắng mặt trời để cho cháu tổng hợp được thêm vitamin D đấy. Đấy là cháu những cái kém lắm đấy, vì nó ăn kém cho nên nó mới còi thế nhá. Vâng. Chứ còn thì việc khi còn không phải là nói luôn với em là không phải có một cái loại thuốc nào uống vào mà trẻ đang lùn mà thành cao hẳn được đâu. Vâng, nó phải rất nhiều yếu tố nhá. Đấy thế bây giờ thứ hai nữa là đi ngủ nữa, thì bây giờ đừng có cho bé thức khuya quá 9 giờ. Đấy cháu bây giờ mới 5 tuổi chưa phải đi học hành gì, cho nên là nên đi ngủ trước 9 giờ đi, để làm sao mà khoảng 10 giờ là cháu phải ngủ say thì cái hormone tăng trưởng rất là nhiều hơn. Thế thì vấn đề miếng ăn của cháu thì có khả năng là cháu thiếu kẽm, thiếu các cái vi chất dinh dưỡng, hoặc thậm chí là nó suy dưỡng này, nó có thể thiếu ở men tiêu hóa nữa. Thế thì tốt nhất trường hợp của bé thì em tự điều trị hay là em đã cho cháu đi khám ở đâu rồi? Em cháu cũng cho đi xuống viện dinh dưỡng, cũng xuống dưỡng một lần rồi, lần rồi, nhưng rồi. Mà cũng chưa có cải thiện gì ạ. Nhưng mà đến viện dinh dưỡng thì phải kiên trì một chút, tại vì những cái cháu suy dinh dưỡng nặng như này phải điều trị 3-4 tháng liền. Phải đi liền ấy, đi liền một đợt khoảng 3-4 tháng thì nó mới cải thiện được nhá. Vâng, thế bây giờ cháu muốn là điều trị ở nhà thì bác cho cháu một cái đơn nào đấy, hay là bác hướng dẫn cho cháu cách ăn uống như nào để mà làm thế nào để cho cháu ăn được? Ăn đấy thì như bác đã nói rồi, thì nhất là để ăn được thì đầu tiên bây giờ về cách chế biến món ăn thì mẹ phải chịu khó thay đổi nhiều món ăn cho con. Ví dụ như là mùa hè nóng nực này thì có thể không cần bắt cháu phải ăn cơm, em có thể nấu cháo, nấu súp đấy. Thế cho cháu ăn cũng được mà, không nhất thiết phải ăn cơm. Đấy thì ăn cháo, ăn súp, hoặc là ăn, và tuyệt đối ở lứa tuổi này là không được bim bim bánh kẹo nước ngọt, bởi vì ăn bim bim bánh kẹo nước ngọt vào là cháu nó sẽ ngang dạ và nó sẽ không ăn được cái gì nữa. Đấy là cái thứ nhất phải lưu ý. Đấy, cái thứ hai nữa là chế độ ăn, thì bây giờ cháu ăn ít thì em phải chia nhỏ vào nhiều bữa ra, ví dụ như là cháu bình thường nó phải là 4 bữa một ngày rồi, bây giờ cháu ăn ít thì em có thể cho lên 4-5 bữa chẳng hạn. Đấy. Thế ví dụ sữa chẳng hạn nó không uống được nhiều thì em có thể thay thế sữa bằng phô mai, bằng sữa chua. Đấy, ví dụ như một viên phô mai 15g hoặc là một cốc sữa chua 100ml thì có thể thay thế cho 100ml sữa nước. Mà tuổi này của con em thì một ngày là cháu phải cần sắm 600ml sữa. Đấy, 600ml sữa một ngày. Thế ví dụ cháu chỉ uống được 200-300 thôi chẳng hạn thì em phải thêm 2 viên phô mai hoặc là 1-2 hộp sữa chua. Đấy. Cháu thì dạ thưa với bác sĩ là cháu thì mỗi ngày cháu ăn được 4 bình sữa bột cả. Thế thì sữa thì ăn nhiều nhưng mà chắc là cơm cháu ăn ít quá. Vâng, và như bác đã nói rồi thì để phát triển thể chất đặc biệt chiều cao thì nó phải đủ năng lượng nữa nhá, đủ năng lượng. Tại vì phải nói luôn đấy này, mình cứ hiểu một cách nôm ra là một cái đứa trẻ nó muốn phát triển được, nhất đặc về khung xương hay phát triển về cả cơ bắp, thì nó phải cần có các nguyên vật liệu giống như mình xây ngôi nhà ấy, thì mình phải có nguyên vật liệu vôi, cát, xi măng, sắt, sỏi, các thứ vân vân. Thế thì một đứa trẻ cũng vậy, nó muốn lớn lên thì nó cũng phải cần đủ các cái chất dinh dưỡng như vậy. Thế vì phải cung cấp đủ thì nó mới có nguyên vật liệu để nó mới xây dựng phát triển cơ thể được đấy. Thế vì có lẽ con em còi là do cháu lười ăn quá, chưa được cung cấp đủ năng lượng, chưa được cung cấp đủ các cái vi chất dinh dưỡng, thì cho nên là cháu nó mới còi như vậy. Thế còn thì đấy, đây là đầu tiên là phải chế độ ăn uống nó quan trọng, thứ hai là vận động và giấc ngủ, là ba cái đấy là em phải làm. Thế còn thì nếu mà có thể thì em vẫn tiếp tục bổ sung cho cháu thêm cái sản phẩm Privitin 2 hoặc là Privitin 3 đều được cả nhá. Thì cái đấy nó cũng hỗ trợ, mà cái này thì cũng phải uống kéo dài đấy, uống không phải uống ngày 1 ngày 2 đâu, ít nhất là phải uống 3 tháng liền, sau đó thì nghỉ 1-2 tháng rồi lại uống tiếp. Mà nếu có điều kiện thì có thể uống hàng ngày được mà nhá. Rồi. Cháu hỏi một câu hỏi nữa cho bé lớn là bé nhà cháu năm nay 6 tuổi rưỡi, cao 1m18, nặng 20 cân. Mà gần đây cháu kêu đau chân, thì không biết là cháu có phải là bị thiếu canxi không ạ bác sĩ? Cháu thứ hai này cũng là cháu gái à? Dạ vâng, cháu thứ hai, cháu đầu cháu trai, cháu thứ hai cháu gái. Thế thì cháu thứ hai này thì con em về chiều cao thì lại rất là tốt nhá. Chiều cao của cháu đang nhẽ 6 tuổi rưỡi thì bây giờ nó cũng 6 tuổi rưỡi thì 1m18 là đúng rồi. Bởi vì là 6 tuổi thì nó là 1m15.
Thế thì cháu này thì lại đủ chiều cao. Thế nhưng mà cân nặng của cháu thì 20 cân thì bác nghĩ là cũng không thiếu lắm đâu. Tại vì 6 tuổi là 20 cân 2, rồi 6 tuổi rưỡi thêm 1 cân nó khoảng 21 cân thôi. Thế thì như cháu lớn ở nhà em thì bác nghĩ là cân nặng chiều cao là hoàn toàn ổn. Thế nhưng mà nó hay đau chân như thế thì cũng là biểu hiện của thiếu canxi nhá. Bởi vì khi thiếu canxi ấy, thì là cơ thể nó sẽ huy động canxi ở trong xương ra, cho nên làm xương của trẻ nó bị kiểu như người lớn mình hay gọi loãng xương đấy, nó mềm. Thế cho nên nó cũng có thể gây đau xương. Và cái này thì chúng tôi hay chẩn đoán là trường hợp đau xương tăng trưởng. Đấy thì trường hợp của bé này em cũng phải bổ sung vitamin D, canxi, vitamin K7, MK7 các thứ cho cũng cháu. Uống cũng uống peribitin 3. Cháu có thể 6 tuổi rưỡi thì bắt đầu đến tuổi đi học rồi thì em nên dùng cái peribitin 3 thì nó cung cấp thêm cả taurin, cung cấp thêm cả cái cao berberi hoặc là cung cấp thêm cả cái DHA thì giúp cho cái não của cháu phát kiểu như là cũng phát triển một cái tốt nhất tối ưu, và thứ hai là bảo vệ cái đôi mắt cho cháu đấy, cho nó đỡ mỏi mắt, cho nó đỡ tránh cái tình trạng cận đấy. Rất là cảm ơn bác sĩ, nhưng mà cháu lại muốn hỏi một câu nữa là cháu bé thứ hai nhà cháu ấy là cháu còi xương đấy, thì ngoài cái berberine ra như bác nói là muốn bổ sung men tiêu hóa ấy, thì bác cho cháu cái lời khuyên là dùng cái loại nào để cho cháu kích thích ăn cháu uống. Có bị táo bón hoặc là bị ấy gì không? Cháu cũng nếu mà hôm nào mà lười ăn rau ăn ít là thì cũng táo bón. Thế thì em có thể bổ sung thêm cái men vi sinh, em dùng cái Golden Lab ấy. Golden Lab mỗi ngày em cho cháu uống 2-3 gói nhá. Vâng. Uống thêm cái đấy mới cả cũng có thể uống kéo dài đấy, 2-3 tháng được luôn. Vâng. Thì cũng giúp cho cháu ăn ngon miệng hơn đấy. Em mua dùng thêm men tiêu hóa đấy, hoặc là ví dụ như là nó lười ăn nữa thì có thể bổ sung thêm men đấy là men enzyme thôi, men vi sinh thôi. Còn ngoài ra có thể bổ sung thêm men enzyme thì em có thể dùng cái men pepsin của viện dinh dưỡng, hay là em dùng cái neoleptin. Đấy, dùng cái đấy vào thì nhưng mà hai cái đấy thì không dùng được kéo dài. Cái đấy là men enzyme thì chỉ dùng khoảng độ 2 tuần thôi. Đấy, thì khi cháu ăn được tốt lên này thì em lại phải ngừng lại. Chứ dùng men đấy thì không dùng được kéo dài như là men Golden Lab. Golden Lab là men vi sinh thì có thể dùng kéo dài được hơn. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn vị thính giả, rất nhiều những câu hỏi của chị, băn khoăn của chị đã được bác sĩ Lê Thị Hải giải đáp cụ thể và chi tiết trong phần kết nối vừa rồi. Và quý vị thân mến, chương trình xin được tiếp tục với những câu hỏi tiếp theo thông qua số điện thoại 1900 6255. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe ạ. Vâng, chào chương trình. Dạ vâng, chào chị ạ, mời chị giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Bác sĩ, cho em có hỏi nào đấy, cái bé gái nhà cháu nó được 2-5 tháng mà nó cao 90 cân, nó nặng là 12 cân rưỡi, như thế có bị suy dinh dưỡng không ạ? Dạ vâng. Ôi dồi ôi, em ơi, con em như thế là phát triển quá tốt nhá. Cháu gái bây giờ 25 tháng thì bây giờ nếu mà tiêu chuẩn đúng của nó thì bây giờ nó chỉ có khoảng 11 cân 7 thôi. Đấy, 11 cân 7 thôi, và cao thì khoảng chỉ độ khoảng 88cm thôi. Nhá. Không được 88-87cm thôi. Bây giờ con em 12 cân rưỡi với 90cm thì quá tuyệt vời rồi, còn sao mà suy dinh dưỡng được nữa nhá. Đấy, cũng may mà cháu cao ấy, chứ cháu không cao thì có khi còn thừa cân rồi ấy chứ nhá. Thế cho nên là em nuôi cháu rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Thậm chí còn bác đang lo cái đà này mà ăn thì còn thừa cân với phì nhá. May mà cháu rất cao, cho nên là cháu cân đối với cân nặng với chiều cao và cháu phát triển đang rất là tốt. Bây giờ là tuy là mới có 25 tháng, tức là hơn 2 tuổi, nhưng mà đã bằng bé 2 tuổi rưỡi rồi, bằng bé hơn 30 tháng rồi nhá. Cháu muốn hỏi bác một câu nữa là bây giờ cháu đang có bầu 36 tuần đấy, mà mỗi ngày cháu uống một viên sắt có hàm lượng vitamin A là 1000 IU, mới cả cháu uống 2 hộp sữa tươi TH, mới cả một cốc sữa công thức Enfamama A cộng ấy. Cháu sợ như thế có sợ thừa vitamin A gì? Thực ra là vitamin A dùng quá 2000 đơn vị thì mới sợ, chứ còn nếu mà có 1000 đơn vị thì cũng chưa có vấn đề gì. Nhưng mà đấy là 1000 mới chỉ là trong một viên sắt thôi, còn cháu uống sắt làm sao lại có vitamin A ở trong sắt? Uống cái viên, chắc là em uống cái viên tổng hợp đa vi chất cái gì? Vâng ạ. Viên tổng hợp đa vi chất thì cái liều lượng 1000mg không có đáng kể gì đâu, em không phải lo đâu. Cái đấy liều nó phải trên 2000, người ta chống chỉ định phải trên 2000mg cơ. Chứ cháu mới có 1000 thì không ăn thua gì. Thế còn lại thì các cái thực phẩm kia, em uống sữa, uống các thứ thì cộng lượng vitamin A cũng không cao lắm. Cho nên không phải lo đâu, em vẫn có thể tiếp tục dùng được. Tại vì khi mà người ta đã sản xuất những cái viên đa vi chất cho bà bầu thì bao giờ người ta cũng tính toán cái lượng vitamin A không gây hại cho bà mẹ rồi, cho nên là em có thể yên tâm bổ sung. Chỉ sự hợp mà mình phải uống cái loại vitamin A liều cao, ví dụ như có những loại viên thuốc của vitamin A nó đến 1000 đơn vị cơ, thì mình phải lưu ý. Chứ còn thì có 1000 đơn vị thì em không có gì phải lo lắng nhá. Bác ơi, thế cháu hỏi là thế cháu có thai 36 tuần mà được 2 cân 8, thế có sợ bé quá không bình bà? Thường không bé một tí nào. Còn 2-3-6 tuần, còn 2 tuần nữa thì nó cũng phải tăng được 4 lạng nữa. Cho nên là ra đời nó 3 cân 2 là quá đẹp rồi. Bây giờ đẻ to quá cũng chẳng để làm gì. Vừa khó đẻ mà thứ hai là sau ra béo phì, nuôi cũng không tốt.
nhá. Hai kể cả bây giờ sinh bây giờ 2,8 nuôi cũng tốt lắm rồi, không có gì em phải lo cả, nhá. Tại còn 2 tuần nữa là có khi nó phải tăng nửa cân nữa chứ. Dạ vâng. Cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng nối máy với chương trình. Chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, và quý vị cũng có thể nhanh chóng gọi điện tới số điện thoại 1900 6255 để được giải đáp những vấn đề về dinh dưỡng, chăm sóc, phát triển chiều cao cho các bé trong gia đình của mình. Và Thủy Nguyên xin đến với vị thính giả tiếp theo. Alo ạ. Alo ạ. Vâng, xin chào chị ạ, mời chị giới thiệu ạ. Vâng. Xin chào chương trình, xin chào, chào bác sĩ ạ. Nơi tên là Thu, tôi ở Hà Nội, tôi năm nay 54 tuổi, tôi cũng hỏi cho cháu của dạ tôi. Dạ vâng, là... thưa cô, vâng. Vâng, cháu năm nay được 19 tháng, mà cháu cao có 76cm, mà cân có 9,1 cân thôi. Mà cháu thì thường là ăn uống thì nó rất là lười biếng ăn, mà nó táo cũng trước là cháu ăn thì hay nôn chớ lắm, bây giờ thì cháu cũng đỡ rồi, nhưng mà bây giờ thì đi ngoài thì một ngày thì là 2 ngày mới đi một lần cơ, nhưng mà nó cũng vẫn cứ bị táo bón, thì bác sĩ tư vấn cho xem là cháu bây giờ chế độ ăn của cháu phải xem như thế nào cho nó hợp lý với cái độ tuổi của cháu ạ. Vâng. Chào chị, thứ nhất ấy thì là cháu của chị 19 tháng, thì cháu là bé trai hay bé gái chị? Cháu bé gái ạ. Bé gái, vâng. À, thứ nhất ý, thì bây giờ về cân nặng và chiều cao của cháu thì là đều không đạt được chuẩn nhé. Và nói luôn là bây giờ là cháu đang ở trong tình trạng bị suy dinh dưỡng. Thì bản chất những cái cháu suy dinh dưỡng thì bao giờ cũng rất biếng ăn. Đấy, rất biếng ăn và hay nôn chớ và thậm chí còn hay ốm nữa. Cháu có hay ốm vặt không? Cháu thì lại... không ốm mấy. Ờ, thế thì còn làm may đấy, chứ còn rất nhiều cháu và nó suy dinh dưỡng cái này là nó còn hay ốm nữa. Thế thì bây giờ ấy, thứ nhất ấy là về cái miếng ăn của cháu ấy, thì bây giờ là 19 tháng thì thông thường thì cái chế độ ăn bây giờ là đáng nhẽ là vẫn là ăn cháo. Thế nhưng mà có những cháu nó cũng rất chán cháo rồi, cho nên là chị có thể thử đổi món đi. Có thể chị thử chuyển sang cơm nát, rồi thỉnh thoảng nấu mì, nấu bún, nấu phở cho cháu đi để thay đổi vị đi, cho cháu nó xem nó có đỡ chán ăn hơn không nhá. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái nôn chớ thì bây giờ là tuyệt đối là không ép trẻ ăn. Ví dụ như cháu nó đã không muốn ăn nữa rồi, nó ngoảnh mặt đi rồi, nó không xua tay đi rồi thì mình không ép nữa, mà mình dừng lại và mình có thể lại cho ăn vào lúc khác. Cũng nghĩa là chia nhỏ bữa ăn ra thì sẽ giảm bớt được cái tình trạng nôn chớ của cháu. Thế còn cái thứ ba là cái vấn đề táo bón, chính là cái nguyên nhân mà làm cho cháu bị còi không lớn được, bởi vì nó táo bón cho nên nó không hấp thu được cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là không hấp thu được canxi. Cho nên là nó dẫn đến cái thấp chiều cao như hiện nay và cả cân nặng cũng thiếu. Thế thì để giải quyết cái tình trạng táo bón của cháu thì thứ nhất về chế độ ăn ấy, thì ví dụ như chị vẫn cho cháu ăn cháo, thì khi nấu cháo chị cho cháu thêm củ khoai lang vào. Đấy. Thế thứ hai nữa là khoai lang này hoặc bí xanh này, đấy, không được cho cà rốt nhé, cho cà rốt vào là càng táo hơn đấy. Thế rồi thứ hai nữa là cho các loại rau mùa này, ví dụ như là có thể cho rau mùng tơi, rau khoai lang, chữa táo bón rất là tốt. Cái thứ ba nữa là chị cho cháu ăn sữa chua hàng ngày. Sữa chua rất tốt trong chữa táo bón, bởi vì sữa chua cung cấp men vi sinh, tức là cái vi khuẩn có lợi probiotic, cho nên là làm chống được táo bón. Đấy, riêng về chế độ ăn uống. Và một điều nữa là uống đủ nước nữa. Bây giờ mùa hè này các cháu cũng rất là thiếu nước, cho nên thiếu nước cũng là nguyên nhân gây táo bón. Đấy, thế hoa quả mà để cho cháu giúp táo bón thì chị cho cháu ăn chuối tiêu, ăn đu đủ, ăn thanh long, và đặc biệt là mùa này có bơ, quả bơ ấy, chị có thể xay sinh tố bơ với sữa chua với chuối. Đấy, ví dụ thế thành với sinh tố cho cháu uống. Ăn hàng ngày thì nó cũng cải thiện táo bón rất tốt. Tôi nghĩ là cái táo bón thì cái nguyên nhân 90% là do chế độ ăn uống, cho nên chỉ cần thay đổi như thế là cũng đã cải thiện lắm rồi. Thế nếu như mà sau khi đã thay đổi chế độ ăn như vậy mà cháu vẫn chưa cải thiện lắm thì chị có thể bổ sung cho cháu thêm men vi sinh. Mà cái men vi sinh mà có tác dụng chống táo bón hữu hiệu nhất là chị dùng cái Golden Lab, bởi vì nó chứa hai thành phần, vừa chứa chất xơ hòa tan và thứ hai là vừa chứa vi khuẩn có lợi. Đấy, rồi lại được sản xuất theo cái công nghệ đặc biệt giữ cho vi khuẩn vẫn sống sót và tận ruột đấy, cho nên là chị có thể bổ sung cho cháu hàng ngày, bổ sung khoảng 1-2 tháng mỗi ngày cho cháu 2-3 gói. Đấy, thì tôi nghĩ là sẽ cải thiện được cái táo bón của cháu và cũng cải thiện được tình trạng biếng ăn đấy. Vâng. Dạ vâng ạ. Bổ sung, nếu có cháu có cần phải bổ sung D3, canxi, D3. À đấy có, vâng, ngoài cái đấy ra đấy tôi đang nói về để cải thiện cái tình trạng biếng ăn, nôn chớ, táo bón của cháu thì chị dùng cái đấy. Thế còn thì để cho cháu bây giờ chiều cao của cháu cũng rất là thấp. Bây giờ 19 tháng nó phải hơn 80 phân, 82, 83 phân rồi, bây giờ có 76 thôi. Thì cũng khá thấp. Thì đấy, chị có thể bổ sung cho cháu ở lứa tuổi này thì chị bổ sung cho cháu cái sản phẩm Previtin 2. Thì cũng vâng, thì cũng cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng như là vitamin D3, canxi nano, MK7. Đấy, rồi tất cả những cái đấy để giúp cho cháu tăng chiều cao, và cái này nó cũng có tăng cường miễn dịch cho cháu nữa, cho cháu nó khỏe mạnh hơn. Vâng.
Vâng. Thế cái không không nếu mà chỉ cần cái bổ sung cái bác sĩ vừa nói đấy thì không cần phải bổ sung D3 và canxi nữa. Vâng, trong cái Previtin 2 là có đủ rồi. Đấy, tại vì cái đấy là liều nó thấp nhưng mà chị phải bổ sung hàng ngày. Thế còn nếu như mà trường hợp mà nếu mà chị đi khám mà cháu đang ở trong cái tình trạng thiếu vitamin D hoặc canxi nhiều hơn thì có thể là dùng riêng một cái đợt vitamin D riêng hoặc canxi riêng, như cái đấy thì chị phải cho cháu đi xét nghiệm máu hoặc cái đấy phải bác sĩ kê đơn. Nó là thuốc, ví dụ như là D3 bon hoặc là ấy, nó là thuốc phải bác sĩ kê đơn. Còn đây nó là thực phẩm chức năng cho chị hoàn toàn có thể mua bổ sung cho cháu được. Vâng. Tình trạng của cháu như thế là gia đình bố mẹ cháu là cho cháu đi viện dinh dưỡng 2 lần rồi bác sĩ. Vâng, vâng. Thế mà nó cũng vẫn chả cải thiện được mấy ạ. Vâng. Mà cái này thì nó cũng khó. Vâng. Vâng. Tôi bác sĩ ạ, tôi cho ăn cháu ăn một ngày 100 gram thịt với lại một quả trứng thì cái dầu thì khoảng từ 10 đến 15 ml đấy thì có liệu có 15 ml là một ngày hay là một bữa ạ? Ăn bữa đấy ạ. Một bữa mà 10 đến 15 ml á. Vâng. 10 đến 15 ml thì một bữa như vậy là hơi nhiều bác. Tại vì là vâng, cái với cháu nhá, bây giờ nói về chế độ ăn thì nếu mà vẫn cho cháu vẫn đang ăn cháo gì? Vâng. Vâng, ăn cháo thì bây giờ của cháu một ngày là bây giờ phải 4 bát cháo và 500 sữa. Đấy. Vâng. Vâng. Thì bộ 2 lần là mỗi lần 200 vâng, vâng. Nếu mà là chị cho cháu dầu nhiều như thế rồi thì lấy lại quá nhiều, tại vì một bát cháo của cháu chỉ cần 10 ml dầu thôi. Tức là một ngày của nó là phải là 40, vâng, 4 bát cháo là khoảng 40. Thế thịt cá tôm chị cho một lạng là vừa rồi, nhá, một lạng thậm chí một lạng 2 cũng được. Mỗi bữa của cháu là khoảng 30 gram, 4 bữa là khoảng một lạng 2. Đấy. Nhưng mà cháu chỉ ăn có 3 bữa thôi bác sĩ ạ. Thế giờ chị phải tăng thêm một bữa nữa, 3 bữa chưa đủ năng lượng được đâu. Nhưng mà cháu thì nó lại khó, như thế này nó không rất là khó ăn tối. Trước thì nó rất là khó ngủ, nhưng mà bây giờ thì cứ thường là 8 rưỡi là nó đang ngủ rồi. Chị có thể cho ăn một bữa cháo vào lúc 8 giờ xong cháu đi ngủ được mà. Chả tức vâng. là cái bữa cháo ở đây có thể ăn 8 giờ, 12 giờ, 4 giờ chiều và 8 giờ tối. Vâng. Vâng. Vâng vâng thế để dạ vâng chị ạ. Tăng thêm bữa cháo nữa chị phải thiếu cháo nó không lên thiếu năng lượng nó không lên cân được đâu. Vâng. Vâng. Cháu cũng đi dưỡng 2 lần rồi đấy ạ. Vâng vâng. Thế mà chua thì cháu tôi cho cháu ăn vào buổi tối có được không ạ? Được ạ, cứ bữa nào cũng được, cứ sau ăn 30 phút là cho cháu ăn sữa chua được luôn. Ngày có thể 2 hộp sữa chua được luôn. Vâng ạ. Vâng vâng. Còn rau thì tôi cũng cho ăn, cũng cháu cũng ăn nhiều nhé mà nó cũng vẫn cứ bị táo bón. Thế khả năng là cháu nó bị loạn khuẩn đấy, thì bây giờ là phải bổ sung thêm men vi sinh cho cháu thì tôi nghĩ sẽ cải thiện được thôi nhá. Vâng. Vâng, vâng. Thế là sữa như thế là cũng là đủ rồi ạ? À? Vâng, sữa là 5-600 đấy, khoảng 5-600 một ngày là đủ ạ. Vâng, cho tôi hỏi câu là tôi trước là tôi cho bổ sung cháu loại D3 là loại aquadechim. Aquadechim vâng, aquadechim vâng, cũng được. Cái loại mà Deflor 500 vâng, 500 g của Đức thì ở viên ạ. Nói chung là cái hàm lượng cái aquadechim ấy thì là hàm lượng vitamin D nó cao hơn. Ví dụ như chỉ vâng. cần một giọt cái aquadechim thì cái hàm lượng vitamin D nó đã bằng một cái viên Deflor rồi. Vâng. Đấy thì nói chung là nói là cái nào tốt hơn thì nó tùy theo cái khả năng hấp thu của từng cháu ạ. Đấy, chứ còn cũng bảo còn hai cái đấy thì đều tốt cả, một cái thì của Đức, một cái thì của Ba Lan cả mà. Thì cái nào, nhưng mà cái aquadechim thì nếu mà trong trường hợp cháu thiếu nhiều thì nên uống aquadechim, uống 2-3 giọt thì nó phải bằng mấy cái viên kia. Đấy, còn cái D3 Flor thì nên chỉ uống bổ sung hàng ngày, kiểu như bổ sung thêm thôi. Vâng, vâng. Vâng ạ, hy vọng là bác hài lòng với những cái thông tin này. Và quả thật là cái câu chuyện mà chăm sóc các bé lười ăn rồi thì chậm lớn là nó rất là mệt mỏi và nó cũng sẽ còn kéo dài. Hy vọng là gia đình cũng sẽ kiên trì và tìm được phương án phù hợp nhất với bé trong gia đình của mình ạ. Cảm ơn bác đã kết nối với chương trình. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, và tạm biệt với vị thính giả vừa rồi. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng nối máy với những thính giả tiếp theo có những băn khoăn về chế độ dinh dưỡng phát triển chiều cao cho con. Thủy Nguyên xin mời vị thính giả đang chờ máy. Alo ạ. Alo, chào chị ạ. Vâng, xin chào thính giả, mời chị giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Dạ, em tên là Hạnh ạ. Cho em hỏi, bé em năm nay được gần 5 tuổi rồi, mà bé cân nặng 23kg, cao 1m13. Sao em thấy giờ này nó xuống, nó hơi ốm đó chị. Hỏi bác sĩ là như vậy bé có bị dinh dưỡng không chị? Em ơi, con em là bé trai hay bé gái? Dạ, bé trai ạ chị. Bé trai à? Bây giờ 23kg mà vẫn còn bảo ốm á, bác còn đang lo là cháu béo phì mà. Không, nó không béo phì, nó cái tướng là, chẳng qua là bây giờ em thấy nó hơi ốm xuống á, tại vì lúc nó không có ốm như vậy á. À, em ơi, thứ nhất á, bây giờ nói là về tiêu chuẩn nhá, theo cái cân nặng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới thì một cháu bé 5 tuổi là chỉ có 18kg thôi, và cao 1m1. Thế là con em bây giờ là vượt chuẩn 3cm, nhưng mà chiều cao thì đang vượt tận 5cm, cho nên bác nghĩ bây giờ như thế là cháu rất cân đối và đẹp, không ốm tí nào.
nhá. Dạ. Không nên cho dạ. cháu ăn thêm nữa để béo phì đâu, tại vì là bác biết là em giọng đấy chắc là em sống trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Mà em có biết là bây giờ trong thành phố Hồ Chí Minh thì trẻ em béo phì cao gấp 4 lần trẻ em bị suy dinh dưỡng không? Vậy hả? Đó. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ trẻ suy dinh dưỡng có dưới 10%, có 5-6% nên béo phì rồi, hơn 30% đấy em. Cho nên con em như thế này là rất đẹp rồi, đừng có nghĩ là con ốm nhá. Tại vì nếu như cháu không cao thì cháu còn béo rồi, bởi vì là 5 tuổi chỉ có 18 kg thôi. Và cao 1m1. Đấy, cho con em thừa 5 kg rồi, nhưng mà vì cháu cũng lại thừa được 3 cm cho nên cháu đang rất đẹp. Không có ốm dạ. khi nào hết nhá. Cứ tiếp tục duy trì chế độ ăn mà cháu như thế là được rồi nhá. Chứ đừng để trẻ béo làm gì cả. Tại vì trong thành phố Hồ Chí Minh trẻ con béo phì nhiều lắm, em đừng có so sánh với những đứa béo phì làm gì nhá. Con mình phát triển như thế là đẹp lắm rồi, đừng có mà cố gắng phấn đấu con béo như con người ta thì không tốt đâu nhá. Dạ vâng ạ. Bác cho em hỏi cô em bé nhỏ là con gái á, mà bây giờ nó được hơn 6 tháng rồi bác, mà nó được 9 kg. Bên anh thấy nó ốm hẳn ra luôn. Ôi giời em ơi, 9 kg thì đã là tương đương với cân nặng của cháu bé 1 tuổi. Mà con em giờ mới đang có 6 tháng đã 9 kg rồi, em còn vẫn còn muốn béo nữa thì còn béo đến đâu. Không, nó ốm thiệt luôn, bữa nay mấy bữa nay nó ăn nó hơi bị ói. Căn bản là con em nó mập từ bé cho nên là em cảm giác là thế thôi nhá. Bác lại vẫn xin nói lại là cháu gái 1 tuổi tiêu chuẩn quốc tế chỉ có 98 cân 9 chứ cũng chưa phải 9 cân đâu. Nhưng mà con em cao bao nhiêu? Chắc tầm 50 mấy hay gì đó. Sao lại 50 mấy được? Thế thì em phải ấy rồi, em đo sai rồi. Nó bây giờ là nó 6 tháng nó phải độ gần 6 mấy phân rồi chứ. Nó phải 6, 7, 6, 8 thôi. Nói chứ em không nhớ được là nó cao được bao nhiêu. Thế nhưng mà em lại thấy 9 cân mà em vẫn thấy nó ốm thì chứng tỏ nó rất cao. Chứ không phải là nó thể nó thấp như thế được nhá. Nếu mà trong cái con mắt của mẹ mà con cháu bé mới có hơn 6 tháng 9 cân mà em lại thấy nó rất ốm thì chứng tỏ cháu cao lắm. Tại vì cháu bé 1 tuổi thì 9 cân và 74cm. Đấy cho nên là bác nghĩ con em phải trên 70cm thì em mới nhìn nó ốm ốm thôi. Chứ còn thì cháu như thế phát triển cũng rất tốt nhá. Không dạ, sợ con gầy đâu. Dạ bác cho em hỏi nha, dạo này ăn uống nó không được bình thường á, giống nó ăn nó hay ói á, một ngày hay ói thì bây giờ đừng cho nó ăn ăn ít thôi, em chỉ cho nó ăn 2 bữa thôi, ăn 3 bữa gì. Ăn nó uống được có 2 lần sữa hả? Không sao cả, cháu vẫn bú mẹ gì. Dạ không, em muốn sữa ngoài á. Sữa ngoài thì cả ngày con được mấy trăm sữa? Khoảng em cho nó uống khoảng được 8 muỗng mà chưa đến tính ban đêm nha chị. 8 muỗng thì là được 240 một bữa đúng không? Dạ vâng. Tới tầm đó rồi đúng rồi. Thế thì uống thế nhiều quá còn gì nữa. Con em uống gấp đôi con người ta ấy, chỉ thì cũng 2 bữa thì đủ. Một ngày bữa nó chỉ uống 120-150, em cho nó tận 240 thì còn gì nữa mà nó chả ói. Bây giờ giảm xuống 100-120 một bữa thôi. Cả ngày cháu chỉ cần khoảng 500 sữa nhá. 500ml cả ngày chỉ cần 500 thôi. Em một bữa em nó cho 8 muỗng như thế tận 240 nhiều quá mà ăn nhiều như thế nó không phải. Tức là một ngày uống 2 lần sữa, một lần bé uống được có 120 sữa thôi chị. À sao em vừa nói 8 muỗng? À tức là 2 lần mới được 240 thế. Dạ. Thế nhưng mà bây giờ này bác nói là như là tuy con em ăn không nhiều nhưng mà có thể do cháu hấp thu tốt. Nhà em được cái gen các cháu phát triển tốt, phát hấp thu tốt cho nên em cũng không cần phải ép con ăn nhiều nữa. Cứ ăn như thế là được rồi, và bây giờ cân nặng cháu đã bằng bé 1 tuổi rồi mà em đừng lo. Dạ, nhá. Cảm ơn bác. Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả đã kết nối với chương trình ạ. Những chia sẻ của chị cũng sẽ giúp cho nhiều vị thính giả khác có thêm những cái kinh nghiệm chuẩn trong việc là chăm sóc con của mình, đặc biệt là cách cho các bé ăn uống làm sao cho nó điều độ và khoa học nhất. Xin cảm ơn vị thính giả. Thời lượng thì cũng sắp hết rồi và chúng tôi sẽ chỉ kết nối được với một vị thính giả cuối cùng ngay sau đây ạ. Alo ạ. Alo ạ. Vâng, chào chị ạ. Mời chị giới thiệu với mình, chị có băn khoăn như thế nào ạ? Dạ, alo, em chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Bác sĩ cho em hỏi là em có cháu con gái, năm nay cháu 14 tuổi ạ, học lớp 8. Vâng. Nhưng mà cháu cao 1m54, nặng trước đây năm ngoái cháu nặng 46 cân nhưng đến năm nay em lại thấy cháu được có 44 cân rưỡi ạ. Thế giờ cái cân nặng của cháu thì cháu lại đi xuống, mà cái chiều cao của cháu thì em lại không thấy phát triển tốt như những năm trước. Thế mà em cũng có cho cháu cân nặng. Thì mà tại sao cân nặng của cháu thì lại đi xuống như thế, và các cháu hỏi là cái phát triển tối đa của cháu đến khi cháu trưởng thành thì cháu sẽ cao được vào tầm độ 1m mấy ạ, mà về cháu gái ạ. Thế còn về em là em cao, em năm nay 50 tuổi rồi, cao 1m57, nặng 51 cân ạ. Nếu như
cân nặng của em tối đa thì em sẽ được phép đến bao nhiêu ạ? À? Em xin cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi, thứ nhất là nói trả lời cho con em trước nhá. Thì thứ nhất là bé gái nhà em thì bây giờ 14 tuổi, cao 1m54, và nếu như là trước đây cho 46 cân ấy, kể cả bây giờ 44 cân thì cái cân đối giữa cân nặng và chiều cao của cháu như thế vẫn là bình thường, tức là cháu cân đối, bác đang nói cái sự cân đối. Còn đương nhiên so với chuẩn thì cháu thấp hơn một chút, bởi vì bây giờ 14 tuổi thì nó nếu mà phát triển tốt bây giờ thì nó phải khoảng tầm là phải khoảng hơn 50 cân và cao 1m6 mà. Đấy. Thế nhưng mà con em ấy thì tại sao mà em thấy là những cái năm gần đây nó không cao nhanh? Bởi vì trẻ em sau tuổi dậy thì cao rất chậm, một năm chỉ tăng 1 đến 2 cm thôi, chứ nó không tăng nhanh như trước tuổi dậy thì. Ví dụ như là cái giai đoạn cháu trước dậy thì khoảng 10 tuổi đến 13 tuổi chẳng hạn thì cháu cao rất nhanh. Đấy, như là bác đã phân tích ở cái phần đầu rồi, cao rất là nhanh. Nhưng sau tuổi dậy thì vẫn tiếp tục cao đến 18 tuổi, nhưng mà từ khoảng sau dậy thì đến 18 tuổi thì tăng rất chậm, mỗi năm thậm chí mỗi năm chỉ 1 đến 2 cm nữa thôi. Thế cho nên là em thấy sốt ruột về cái chiều cao là đúng rồi. Thế còn cái cân nặng tại sao cháu sụt đi thì có thể em phải xem lại cái chế độ ăn uống, hoặc là cháu phải học hành vất vả quá hoặc là như thế nào thôi. Đấy, thì nó tụt cân đi thôi, thì cái tụt cân thì dễ mà, không lên lúc này lên lúc khác lo gì. Thế chứ còn cái chiều cao mà em hỏi bây giờ cháu cao tối đa được bao nhiêu nữa thì cũng rất khó nói. Có những cháu là khi hành kinh xong rồi thì đứng vững luôn cho đến tận lúc lớn, không cao được cm nào nữa. Nhưng ngược lại cũng có một số cháu vẫn cao được một vài cm trung bình. Bây giờ bác cứ lấy cái mức trung bình thì mỗi một năm cháu được 1 cm nữa thì con em chắc đến 18 tuổi thì chắc cũng khoảng được 1m58 hoặc là 1m60 nếu như cháu vận động thể dục thể thao tốt và chế độ dinh dưỡng cũng như là bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Đấy, nó cũng phụ thuộc vào nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ cháu lại học hành thức khuya này, thế rồi lại không có thời gian tập thể dục thể thao nữa, rồi lại chế độ ăn uống lại không chịu ăn uống mấy nữa thì khó lắm, thì bác không thể nào mà nói được cho em là bao nhiêu. Cái đấy nó phụ thuộc vào nhiều thứ, và muốn cao hay không là bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào em và cháu thôi. Mẹ thì cố gắng chăm sóc cho con, và con thì cũng phải dành thời gian vận động và cho nó hợp lý và giấc ngủ nhá. Dạ vâng ạ, xin thế cảm... còn không còn nốt cho bạn nữa là với em thì bây giờ cao 1m57 và 51 cân thì đang là người mẫu và rất là đẹp, và nếu mà em duy trì được như này thì tốt nhất. Thế còn nếu như mà muốn ăn uống cho nó chẳng may là ngon miệng quá, muốn thêm tí nữa thì chiều cao tối đa của em cho phép là bằng số lẻ chiều cao, tức là 1m57 thì tối đa được 57 cân là tối đa, còn nếu vượt trên 57 là em bị thừa cân béo phì. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ, và cũng cảm ơn vị thính giả. Chúng tôi vẫn muốn là có thêm nhiều thời gian hơn nữa để lắng nghe và giải đáp thật kỹ lưỡng cho từng câu hỏi mà quý vị tin tưởng gọi về đường dây nóng 1900 6255. Tuy nhiên do thời lượng có hạn ạ, phần 2 kết nối cũng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Viptin giúp trẻ cao lớn, thông minh, tăng chiều cao của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Viptin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bao canxi nano, vitamin D3 và MK7.